Sáng ngày 10 tháng 5 nhằm ngày 25 tháng 3 âm lịch, tại tỉnh xá Ngọc Hải, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, toàn thể môn đồ Pháp Quyến tỉnh xá Ngọc Hải đã tổ chức lễ đại tường của cố ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên, phó ban kiêm trưởng phân ban đặc trách ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trụ trì tỉnh xá Ngọc Hải. Quan lâm tham dự có Hòa thượng Thích Huyền Thông, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Thích Minh Nhuận, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, ủy viên Hội đồng trị sự, phó ban kiêm chánh thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Thích Giác Nghiêm, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang; ni trưởng Thích Nữ Mỹ Liên, giáo phẩm ni giới khất sĩ; ni trưởng Thích Nữ Mai Liên, giáo phẩm phái khất sĩ; ni trưởng Thích Nữ Ánh Liên, trưởng ban trụ trì tỉnh xá Ngọc Hải, cùng chư tôn đức tăng ni của các tự viện. Chính quyền địa phương có ông Trần Hoàng Phong, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Vĩnh Bảo, cùng môn đồ Pháp Quyến và hàng trăm Phật tử. Ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên xuất thân từ gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước, sùng mộ Phật Pháp và trụ trì tại đây để hoàng dương chánh Pháp. Ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên là cây đại thọ của hàng tăng ni Phật tử trong tỉnh, đóng góp rất nhiều công sức cho Phật giáo địa phương trong tỉnh, được nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý. Tại buổi lễ, ni trưởng Thích Nữ Phục Liên, phó phân ban đặc trách ni giới Trung ương, hàng giáo phẩm hệ phái khất sĩ, phó trụ trì tổ đình tịnh xá Ngọc Phương, huyện Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoàng dương Phật Pháp của cố ni trưởng. Trong quá trình hành đạo, ni trưởng đã kiến tạo ngôi Tam Bảo tịnh xá Ngọc Hải được khang trang như ngày hôm nay. Sau đó, Hòa thượng Thích Huyền Thông thay lời chư tôn Thiền Đức Tăng có lời đạo từ chứng minh tán thán đến môn đồ Pháp Quyến tịnh xá Ngọc Hải. Sư cô Thích Nữ Thành Liên thay lời môn đồ Pháp Quyến cảm tạ đến chư tôn Thiền Đức Tăng Ni đáp lời thỉnh cầu đã quang lâm đạo tràng. Tưởng niệm đại tường của ân sư, chúng con thay lời môn đồ Pháp Quyến kính tri ân quý ngày, kính chúc chư tôn Thuyền Đức Pháp Thể kinh an. Cuối buổi lễ, chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tòa, chư Đại Đức Tăng Ni, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang dâng hương tưởng niệm nhân ngày đại tường cố ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên.